Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2014, và bài pháp thoại tối nay thì có tên là Tỳ Kheo, một bài kinh ở trong Mahavaka Samyutta, phần chương Đại Phẩm trong Tương Ưng Bộ Kinh. Một ngày nọ, Đức Thế Tôn đang trú tại thành Sawatthi ở trong tịnh xá Chetavana của ông Anathapindika cấp cô độc, và có một vị tỳ kheo đã tới đảnh lễ thăm hỏi Đức Thế Tôn. Và sau khi ngồi xuống một bên thì vị đã tác bạch và hỏi Đức Thế Tôn một câu hỏi. Bạch Đức Thế Tôn là: Đức Thế Tôn, có thể chỉ cho con một cái cách vắn tắt cho con có thể y cứ trên cái lời dạy của Đức Thế Tôn mà thực hành. Sau khi đã nghe từ Đức Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an định, không buông lung, nhiệt tâm và tinh cần. Thì đó là vị đã tiếp tục để khẳng định cái nhiệt tâm tu tập của mình. Thế thì Đức Phật nói là cũng giống như các cái tỳ kheo khác, cũng rất nhiều người cũng đã nghe Như Lai hướng dẫn, nhưng mà sau khi mà đã nghe Như Lai thì không có nhiệt tâm thực hành, mà cứ đi nơi này nơi kia, làm chuyện này chuyện khác, và Như Lai đi đâu thì cứ lẽo đẽo đi theo đấy, không có chuyên tâm vào việc thực hành gì cả. Thì ông cũng giống như mấy người đó vậy. Thì cũng vậy, chúng ta thấy là cũng giống như là cái vị tỳ kheo vừa mới tác bạch với Đức Thế Tôn, cũng có nghĩa là có rất nhiều các cái vị tỳ kheo khác sau khi mà đã yết kiến Đức Thế Tôn, cũng xin những cái lời chỉ dẫn, hướng dẫn từ Ngài, nhưng mà sau khi nghe xong thì họ không có nhiệt tâm thực hành, họ trở thành những cái người vô dụng và phí phạm. Đức Phật cũng đã coi những cái người như vậy, không có thực hành, là những cái người mà vô dụng. Chính vì thế chúng ta thấy là ngay kể cả dưới thời Đức Phật, cái chuyện này cũng đã xảy ra. Thì cũng như là bây giờ chúng ta thấy cũng rất nhiều người cũng đến để xin bạch Ngài, xin Ngài hướng dẫn cho con hành thiền, thì cũng nghe vậy, cũng nghe hướng dẫn xong, nhưng mà hầu như là cũng không có chuyên chú vào cái việc thực hành. Thì cũng giống như là ngày xưa, cái điều đó đã xảy ra từ cái thời Đức Phật cho tới giờ. Vậy thì Đức Phật xếp vào những cái người mà đề nghị được nghe hướng dẫn, nhưng mà sau khi nghe lại không thực hành, là những người rất là vô dụng và phí phạm những thời gian. Chúng ta thấy là ngày xưa thì các cái vị tới Đức Phật và sau khi mà xin Ngài những cái đề mục để thực hành, và Đức Phật Ngài đã hướng dẫn một lần, thì các cái vị đó thường rút vào trong các cái khu rừng và một mình cứ thực hành như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy là cái khóa tu này của chúng ta, thì ngay từ đầu tôi cũng đã hướng dẫn cho quý vị một cách rất là chi tiết. Không những là hướng dẫn mà tôi còn làm mẫu, ngồi thiền ra làm sao, đi kinh hành như thế nào, đảnh lễ năm vóc sát đất cách làm ra làm sao. Thế rồi những cái nhỏ nhặt thường ngày khi mà chúng ta ăn cũng đã được đề cập đến. Rồi lúc mà đi dép, rồi mặc y áo, tức là tất cả những cái hoạt động thường ngày cũng đã được đề cập, và tôi cũng đã làm mẫu cho các thiền sinh. Thế thì không chỉ vậy, chúng ta thấy là xuyên suốt từ đầu khóa tu tới giờ, thì cứ hàng tối thì chúng ta cũng còn được hỗ trợ bởi các cái bài thuyết pháp. Thì các cái bài thuyết pháp này thì cũng không phải là của bản thân tôi, mà cũng được rút ra từ trong chánh tạng, cũng là những lời chỉ dạy trực tiếp của Đức Thế Tôn. Thì như vậy là chúng ta đã được hỗ trợ rất là nhiều. Và nếu như mà chúng ta là một cái người thiền sinh
thực hành một cách nghiêm túc thì chắc chắn là từ đầu tới giờ chúng ta đã phải gặt hái thu được những cái kết quả rất là đáng kể và có được những cái sự khác biệt so với cái thời gian của lúc đầu khóa tu. Và không chỉ vậy, chúng ta còn có các cái buổi để chỉnh pháp, một ngày cũng có các cái thời buổi sáng rồi buổi chiều, và các cái thiền sinh cũng có cái thời gian khoảng độ 10 phút đổ lại để chúng ta trình bày các cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà mặc dù vậy thì các cái thiền sinh dường như là họ không có được chuyên chú, có lẽ là cũng không có được nghiêm túc lắm, nên đâm ra là các cái kinh nghiệm mà họ nói bữa trước từ cái bữa sau thì nó cũng na ná như vậy, cũng chẳng có cái gì thay đổi. Và dường như là tôi nghe nó nhàm tai quá, nó chán quá, năng lượng nó không có, và cảm giác như là cũng chẳng có muốn hướng dẫn nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có một số các cái thiền sinh khác thì họ lại thực hành rất là nghiêm túc và rất là nhiệt tâm. Thì khi mà trình pháp của các cái thiền sinh này thì cũng giúp cho tôi có thêm cái sự phấn khởi, có thêm được các cái năng lượng để tiếp tục hướng dẫn cái phần còn lại của khóa tu. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy các cái buổi thuyết pháp vào buổi tối như thế này nó cũng hỗ trợ, đặc biệt là cho các cái thiền sinh mà họ đang thực hành một cách rất là nghiêm túc và nghiêm mật. Nhưng mà chúng ta thấy là nhiều khi người ta đề nghị Đức Thế Tôn thì Ngài cũng không phải lúc nào Ngài cũng thuyết pháp một cách dễ dàng. Vì là cái vị tỳ kheo này là cũng Ngài cũng đánh giá là chắc cũng giống mấy ông kia, nghe rồi để đấy, đâm ra là Ngài khoan đã, Ngài im lặng. Nên đâm ra là cái vị này lại phải tiếp tục tác bạch lần thứ hai, là bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn hãy hướng dẫn cho con một cách vắn tắt. Và sau khi nghe chỉ dẫn từ Đức Thế Tôn, con sẽ một mình an tịnh, không buông lung và nhiệt tâm tu tập, để rồi con có thể hiểu được rõ pháp của Đức Thế Tôn, và với cái sự thực hành con sẽ trở thành cái người thừa tự pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy thì một lần nữa cái vị tỳ kheo đề nghị đối với Đức Phật. Thế thì sau khi mà nghe cái lời đề nghị thì lúc này thì Đức Phật nói là: vậy thì đối với này tỳ kheo, đối với những cái người nghiêm túc và nhiệt tâm tu tập thì điều đầu tiên cần phải làm đó là phải được thanh tịnh về giới. Và sau khi đã có được một cái chi kiến hiểu được về nghiệp và quả của nghiệp thì cái việc tiếp tới là người đó phải thực hành về tứ niệm xứ liên quan tới các cái đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái trường hợp của vị tỳ kheo này, lần đầu tiên đề nghị Đức Phật, Ngài im lặng từ chối. Và lần thứ hai, Đức Phật nói rằng nếu mà để nghiêm túc và thực hành thì ông cần phải làm những cái điều sau. Vậy thì việc thứ nhất đó là phải thanh tịnh được về giới, tức là có giới một cách trong sạch. Điểm thứ hai tức là thiết lập được chi kiến chánh trực, tức là chúng ta cần phải có được một cái chi kiến đúng đắn, hiểu một cái chi kiến cơ bản đầu tiên đó là về nghiệp và quả của nghiệp. Sau khi chi kiến đã được xác lập thì người đó phải tiến hành thực hành về tứ niệm xứ, đó là những cái việc mà một người cần phải làm. Như vậy thì trong cái trường hợp liên quan tới giới ở đây, đặc biệt là đối với các cái vị tỳ kheo thì là phải luôn luôn tuân thủ đối với giới bổn, biệt giải thoát giới, Patimokkha, bao gồm 227 điều, và trong đó có 4 điều bất cộng trụ Parajika. Và nếu phạm vào một trong 4 các cái điều này thì cái vị đó phải quay trở lại cái cuộc sống của người tu sĩ, cư sĩ. Ngoài ra còn có các cái điều giới khác, trong đó có
13 điều liên quan tới tăng tàn và các cái điều giới nhỏ, ví dụ như là ưng đối trị hay là ưng xả đối trị và các cái giới tác ác khác. Thì nếu mà ngoại trừ đối với 4 bất cộng trụ, các cái giới khác thì nếu có vi phạm thì người ta cần phải làm cho trong sạch. Sau khi đã thanh tịnh được về giới thì điểm thứ hai, tức là cái vị tỳ kheo đó cần thiết lập một cái tri kiến đúng đắn, có được một cái tri kiến chánh trực. Và cái tri kiến cơ bản đầu tiên ở đây đó là có một cái niềm tin, có một cái sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp và quả của nghiệp. Còn đối với những cái người cư sĩ thì chúng ta khi tham gia khóa tu, chúng ta có thể giữ trọn vẹn 8 giới. Thì như vậy thế giới của chúng ta nó đã được thanh tịnh. Thế còn riêng trong trường hợp của các cái vị tỳ kheo thì nhiều khi họ có các cái hoài nghi, không biết là mình phạm hay mình không phạm, rồi giới của mình nó có được trong sạch hay là nó có được trong sạch, và cái điều đó nó có đúng hay không đúng, không biết liệu là mình có bị vi phạm vào các cái điều giới hay không. Thì nếu mà có các cái hoài nghi như thế này thì người ta không có được một cái sự xác quyết, không có được một cái sự tự tin. Và nếu không có một cái sự tự tin thì khi thực hành họ sẽ không có thể an tâm chuyên chú ở trên cái đề mục của mình. Tâm người ta lúc nào nó cũng bị phóng dật và luôn luôn có một cái sự chạp hối. Thậm chí là ngồi thiền 1 giờ đồng hồ, cái tâm của người ta nó cũng không có được yên. Thế rồi vì nó hay suy nghĩ và chạo hối như vậy thì họ dường như là không có thể nhắm mắt mình lại được. Có khi là mắt lúc nào nó cũng phải dương lên. Thế rồi đến lúc mà ra đi kinh hành cũng vậy, cũng không có thể nào người ta chuyên chú trên các cái đề mục nếu như mà người ta còn có những cái lấn cấn, những cái chăn trở, rồi không biết những cái điều đó mình có phạm hay không. Thì như vậy sẽ rất là khó để tập trung tạo ra được một cái định lực trong cái quan sát đối tượng của mình. Nhưng mà dĩ nhiên đối với cư sĩ thì chúng ta dễ dàng hơn. Thì ở đây chúng ta chỉ cần viên mãn đối với 8 giới, tức là giới của chúng ta nó đã được trong sạch và chúng ta có thể tập trung quan sát trên đối tượng của mình. Và sau khi mà chúng ta đã thanh tịnh về giới thì cái điểm thứ hai, tức là chúng ta phải có được tri kiến chánh trực, jitika uchuka, tức là chúng ta có được một cái niềm tin đối với nghiệp và quả của nghiệp, kama sakata samadhi, tức là chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp. Và đối với chánh kiến về nghiệp và quả của nghiệp ở đây thì chúng ta thấy là làm một điều thiện thì chắc chắn kết quả của nó là quả thiện, làm một điều bất thiện thì kết quả của nó là một quả bất thiện, không thể nào khác được. Vậy thì nếu mà chúng ta thực hành về vipassana, chúng ta thực hành về thiền minh sát thì cái kết quả của nó sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi các cái khổ đau, và đó chính là cái con đường giải thoát. Vậy thì với cái việc mà chúng ta tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp thì cũng có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào cái việc thực hành của mình, tin tưởng vào cái việc thực hành thiền minh sát sẽ giúp cho người thiền sinh thoát khỏi các cái khổ nạn, thoát khỏi các cái khổ đau, vượt ra ngoài các cái phiền não. Vậy thì nếu như không có cái tri kiến hiểu về nghiệp và quả của nghiệp một cách đúng đắn và vững vàng thì chúng ta thấy là cái người thiền sinh sẽ thiếu đi cái niềm tin và cái tâm của người ta nó không có được sáng, lúc nào nó cũng hay có một cái sự trạo hối và hoài nghi. Thậm chí là khi mà chúng ta đi kinh hành cũng vậy, mình đi cũng có khi là không hết được cái bước chân của mình, cái bước chân của chúng ta nó đi nó cũng dở dang vì cái sự trạo hối nó làm cho chúng ta không có thể tiến tiếp lên được. Và chính vì vậy mà
trong cái trường hợp ở đây chúng ta cần phải có một cái sự tin tưởng và cần làm cho nó được thanh tịnh. Và ngay trong cái pháp hành chúng ta cũng thấy rõ một cái điều rõ ràng ở đây là chúng ta đang quan sát ghi nhận đối với các cái tiến trình thân tâm hay là danh sắc. Chúng ta đã được giải thích một cách rõ ràng bản chất của danh là như thế nào, bản chất của sắc là ra làm sao. Nó có bốn cái yếu tố để hợp hành đối với sắc như vậy. Và trong khi mà chúng ta ghi nhận quan sát các hiện tượng thân tâm mình, thì bất kỳ những cái điều gì xảy ra, bất luận là như thế nào, thì cái nhiệm vụ của người thiền sinh là người ta phải luôn luôn ghi nhận và quan sát. Đừng có suy nghĩ rồi gán đặt cho nó bất kỳ là cái gì. Và nếu hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái việc thực hành của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thế còn không thì người ta cũng lại cho rằng có khi lại có ma quỷ nó ám ảnh, rồi nó đi theo, rồi nhiều chuyện. Mà thậm chí là bây giờ chúng ta cứ cho rằng là như thế đi, ma nó đang ở trong cốc, ma nó đang ở đâu đó. Thì nếu như mà chúng ta có giới được trong sạch thì nó cũng không có thể tồn tại được ở trong thân thể chúng ta, cũng như là tồn tại được ở trong một cái môi trường như vậy. Nó cũng lại phải nhanh chóng mà quấn gói ra đi. Nên là quý vị hãy cứ yên tâm. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải làm tuần tự đối với các cái bước để giúp cho chúng ta xác lập được một cái niềm tin. Và trên cái cơ sở đó chúng ta mới vững tâm thực hành, ít bị trọng hối và luôn luôn có một cái sự tin tưởng. Chúng ta thấy là khi mà chúng ta ngồi thiền thì có rất nhiều các cái hiện tượng nó xảy ra. Người chúng ta nó vặn vẹo, nó rung, nó lắc, rồi nó đau, nó ngứa. Rồi nhiều lúc chúng ta cảm thấy nó ngộp thở, mất chân, mất tay, mất thân, mất đầu. Rất nhiều các cái hiện tượng. Nhưng mà nếu mà chúng ta tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp, thì cái điều đó có nghĩa là gì? Đức Phật Ngài đã nói rồi, bất kỳ các cái hiện tượng nào, bản chất của nó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Tất cả nó đều gói gọn trong cái phạm trù của tam tướng đó, vô thường, khổ, vô ngã, chứ nó không có thể khác được. Thế còn nếu không hiểu cái điều đó thì người ta bắt đầu lại suy nghĩ và gán cho nó rất là nhiều thứ. Các cái hiện tượng nó xảy ra như vậy thì người ta lại đổ cho không biết là kiếp trước đây tôi có làm cái điều gì nó xấu xa không, mà bây giờ là cái hiện tượng này nó mới xảy đến như thế này. Thế rồi chúng ta cũng lại cho rằng ma quỷ nó ám. Và rất nhiều điều chúng ta thấy chúng ta luôn luôn không hiểu một điều, đó là nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy thì với cái việc tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp thì có nghĩa là chúng ta hãy chấp nhận và quan sát tất cả các cái hiện tượng này, mà chúng ta không có gán thêm cho bất kỳ một cái điều gì. Vì chúng ta thấy là nếu mà đã gọi là nghiệp và quả của nghiệp thì chúng ta không có thể thoát được. Không ai có thể thoát được quả của nghiệp khi mà nó tới. Có những người thì không hiểu được cái điều đó thì người ta sẽ thấy rất là sợ khi mà đi máy bay, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta có tránh đến cỡ nào đi chăng nữa, cả đời không đi máy bay nhưng mà chúng ta ngồi trong nhà, nhưng mà nghiệp nó tới, cái quả của nó tới, chết vẫn cứ chết, không có thể nào tránh được. Nếu mà cái quả của nó trổ, chúng ta không tránh được. Vậy thì ở đây chúng ta cần có một cái hiểu cho nó đúng đắn. Rồi chúng ta thấy là ngay kể cả các cái bệnh tật của chúng ta cũng vậy. Bệnh tật của chúng ta nó cũng là cái kết quả của nghiệp. Do nghiệp mà chúng ta có sức khỏe hay là các cái bệnh tật khác nhau. Sức khỏe chúng ta có được cũng là do một phần là do cái nghiệp. Rồi bệnh tật cũng vậy, các cái bệnh tật khác nhau là cũng do các cái nghiệp quả khác nhau. Và rồi các cái chất của chúng ta nó cũng khác nhau. Như vậy thì rất nhiều điều khác nhau, rất nhiều những cái mà nó xảy ra ngay trên thân tâm của mình. Chính vì vậy cái người thiền sinh để giúp cho người ta quan sát tốt thì người ta cũng cần phải hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp. Và cái điều đó có nghĩa là gì? Bất kể các cái hiện tượng nào nó xảy ra thì người ta hãy ghi nhận và quan sát chúng mà thôi. Đừng có diễn giải, đừng có lý giải, đừng có suy nghĩ và gán ghép cho nó
bởi bất kỳ những cái điều gì không cần thiết. Tôi cũng chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm của mình. Mọi người thì cũng có kinh nghiệm trong thiền tập, thì tôi cũng có cái kinh nghiệm mà như vậy. Thế thì cái lúc đầu tiên mà khi tôi tham gia một cái khóa tu tích cực, thì cái lúc đó cũng không biết thế nào mà cái người của tôi nó rung lắc ghê thế, nó rung lắc hơn tất cả các cái thiền sinh khác. Mà không chỉ vậy là nó còn lắc trong 3 ngày liên tục, lắc ghê gớm. Thế rồi đến buổi sáng là chúng tôi hay xếp hàng để y bát, thì tôi cũng ra cái chỗ để đứng xếp hàng y bát, thì đột nhiên là có một cái vị tỳ kheo bạn cũng là một cái hành giả ở đó, thì ông ấy mới tiến tới và ông mới nói là: "Này ông Jatila, ông có biết là ông rung lắc ghê lắm không? Chắc là quá khứ là cái nghiệp của ông là nó nặng lắm, ông làm cái điều gì nó bất thiện nghiệp nặng lắm, giờ rung lắc ghê." Thế tôi mới ra hiệu là im lặng, không có nói chuyện. Tại vì tôi hiểu rất là rõ về nghiệp và quả của nghiệp. Tất cả những cái gì mà chúng ta nó xảy ra thì chúng ta hãy chỉ có quan sát mà đừng có gán ghép cho nó bất kỳ cái điều gì. Thế còn không thì rất dễ dàng là chúng ta lại đổ cho cái điều này và điều kia. Thì quý vị cũng đã thấy, trong khi mà chúng ta thực hành thì liên tục nó có các cái hiện tượng, và cái nhiệm vụ ở đây đó là hãy chỉ quan sát, hãy chỉ ghi nhận mà thôi. Thế còn không thì người ta sẽ luôn luôn cho rằng là quá khứ trước đây mình làm cái điều gì xấu xa. Thế rồi hiện nay thì như vậy thì có khi là ma nó nhập, ma nó ám. Và như vậy thì làm cái điều đó chứng tỏ là chúng ta cũng không có hiểu rõ về nghiệp và quả của nghiệp. Mà Đức Phật Ngài đã dạy rồi, bất kỳ cái điều gì xảy ra thì chúng ta cũng không có thể kiểm soát được. Khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể là đau, chúng ta có thể là ngứa, chúng ta có thể là rung, chúng ta có thể là lắc, chúng ta có thể là buồn ngủ rã rượi đi chăng nữa, thì tất cả những cái đó chúng ta đâu kiểm soát được đâu. Thì ai cũng chẳng muốn ngồi thiền cho làm sao thân tâm nó được êm ái nhẹ nhàng, đầu óc nó được khinh an, thì ai chẳng muốn như thế. Nhưng mà chúng ta đã có cái sắc thân này, tức là không có thể kiểm soát được bất kỳ điều gì. Mà để hiểu đúng được về nghiệp và quả của nghiệp thì cái điều đó có nghĩa là gì? Bất kể những cái gì xảy ra, nó là cái quả. Mà cái nhiệm vụ của chúng ta, tức là chúng ta cần phải quan sát. Thì với cái hiểu đó, nó giúp cho cái người thiền sinh nó có một cái chi kiến, và nó tránh đi những cái suy nghĩ, những cái suy diễn không cần thiết. Thế thì chúng ta thấy ở đây, khi mà mình hành thiền, nó có rất nhiều các cái hiện tượng nó xảy ra. Chúng ta rung lắc, rồi đau, buồn ngủ, tê cứng người, ngộp thở, vân vân. Thì khi mà lên trình pháp và để chia sẻ thì lúc nào tôi cũng nói là tiếp tục quan sát, quay trở về cái đối tượng, duy trì cái sự quan sát cho nó liên tục kỹ càng hơn nữa. Và nếu duy trì được cái sự quan sát đó thì các cái hiện tượng này từ từ nó sẽ qua đi. Thế rồi mặc dù đã nghe những cái hướng dẫn như thế rồi, nhưng mà những cái lần khác thì họ vẫn lên, rồi họ vẫn ca cẩm phàn nàn về các cái kinh nghiệm, nó vẫn cứ xảy ra như thế, còn không thể nào tập trung được. Hoặc là họ cũng đặt ra các câu hỏi, vậy thì phải trong những cái trường hợp như thế con phải làm thế nào, đau quá không quan sát được phải làm sao đây, rồi ngộp thở quá cũng phải làm sao đây. Thì là họ cứ luôn luôn đặt ra các cái câu hỏi, cứ phải làm thế nào, làm thế nào. Mà trong khi là tôi đã nhắc đi nhắc lại và cũng đã hướng dẫn rồi, tức là vẫn cứ ghi nhận và liên tục quan sát. Mà nếu mà chúng ta duy trì được cái sự quan sát, cái sự ghi nhận của mình một cách liên tục trên đối tượng, thì tự động các cái hiện tượng này nó sẽ từ từ qua đi, mà chúng ta không có phải làm thêm bất kỳ cái điều gì cả. Nhưng mà dường như là những cái điều này đối với họ cũng có vẻ khó quá. Thế chính vì vậy mà chúng ta thấy ở đây mình cần phải hiểu về nghiệp và quả của nghiệp.
Chính cái điều đó Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh trong cái bài pháp cho một cái vị tỳ kheo, là sau khi đã viên mãn thanh tịnh được về giới, người ta cần phải có một cái chi kiến chánh trực, cần phải có một cái sự hiểu biết đúng đắn trong khi thực hành, đặc biệt là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, cũng như là chúng ta vừa đề cập là cái cách thức mà để mình hiểu về nghiệp và quả của nghiệp như thế nào. Cũng có nghĩa là chúng ta quan sát bất kỳ các cái hiện tượng nào xảy ra mà không có những cái phàn nàn đánh giá, không có những cái đặt ra câu hỏi hay là suy diễn. Và cũng trên cơ sở đó, cái vị tỳ kheo đó thực hành tiếp về tứ niệm xứ sau khi đã đạt tới hai pháp, đó là viên mãn thanh tịnh về giới và có được một chi kiến chánh trực. Vị đó tiếp tục thực hành trên nền tảng của tứ niệm xứ liên quan tới quán thân thọ tâm pháp, và với cái sự thực hành một cách nhiệt tâm, không phóng dật, một cách tinh cần và miên mật, thì cuối cùng một cái vị tỳ kheo mà Đức Phật được coi là một cái người vô dụng, cuối cùng Ngài đã đạt được quả vị A-la-hán. Thế thì chúng ta thấy là ít nhất ở đây là chúng ta đã có một tháng của khóa tu tích cực, và ngay từ đầu khóa tu thì tôi cũng đã hướng dẫn một cách chi tiết, không những hướng dẫn mà còn làm demo thực hành cho mọi người coi, ngồi thiền ra làm sao, rồi đi kinh hành như thế nào, thậm chí là đưa cái muỗng cơm vào miệng hả ra làm sao, thì tất cả những cái đó, các cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, đứng lên ngồi xuống, giơ tay duỗi tay, cũng đã được trình diễn một cách rất là rõ ràng. Không chỉ vậy, chúng ta còn có được các cái bài pháp vào hàng tối, rồi thông qua các cái buổi trình pháp thì cũng lại nghe kinh nghiệm, rồi cũng lại hướng dẫn, rồi lại nhắc nhở. Như vậy thì suốt từ đầu khóa tu cho tới giờ, nếu mà chúng ta thực hành một cách nghiêm túc, thực hành một cách miên mật, thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hiểu được về thiền minh sát. Thế còn nếu mà cho tới giờ thì chúng ta cũng chả hiểu thế nào, cũng chẳng nắm được ra làm sao, cũng chẳng biết là thế nào nữa, thì là phải đặt lại vấn đề. Thì chúng ta phải đặt lại vấn đề ở đây là gì? Vậy thì có thể là do cái giới nó chưa được trong sạch. Vậy thì chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta làm cho cái giới của mình nó được thanh tịnh. Thế rồi cũng có thể là do chúng ta chưa có một cái chi kiến hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải xác lập có được một cái chi kiến chánh trực. Và cũng có thể là do chúng ta không có một cái sự tinh cần, không có một cái sự quyết tâm trong cái việc thực hành của mình. Như vậy thì chúng ta cũng có thể phản hồi để chúng ta quán chiếu lại xem, vậy thì qua một cái quá trình như thế mà vậy cho tới bây giờ thì nó cũng chẳng ra làm sao, thì có thể là một trong các cái yếu tố này nó bị khiếm khuyết, để chúng ta còn biết cách chúng ta vun bồi cho các cái khiếm khuyết đó để cho nó có thể được hoàn chỉnh hơn. Chính vì vậy mà chúng ta đã thấy là thông qua cái bài kinh tỳ kheo thì Đức Phật Ngài đã chỉ rõ các cái yếu tố cần thiết cho một cái việc tu tập một cách rất là vắn tắt. Và trong đó chúng ta có thể thấy ở đây đó là thanh tịnh về giới, có được chi kiến một cách chánh trực, và tiếp nữa tức là chúng ta phải nhiệt tâm trong việc thực hành tứ niệm xứ. Đó chính là các cái công việc của một cái vị tỳ kheo cũng như là của tất cả các cái thiền sinh. Tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại tối nay, và xin chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.